À, chào tất cả các em nhá. Hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta bài tập phần thứ nhất của bài 1 này. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu thế giữa hai đầu dây dẫn. Thì trước khi chữa bài tập thì các bạn nhớ cho thầy hai cái kết luận trong sách giáo khoa. Kết luận thứ nhất là cường độ dòng điện chạy trong một dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Thì phần lý thuyết thầy đã hướng dẫn kỹ cho các bạn rồi, các bạn chuyển cái ghi nhớ này, ghi nhớ đầu tiên này. Dưới dạng công thức thì thầy viết đây, đó là U1 trên U2 bằng I1 trên I2. Trong đó U1 là hiệu điện thế giữa hai đầu của dây dẫn lúc đầu. Và I1 là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn lúc đầu. U2 thì là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn lúc sau. I2 là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn lúc sau. Thế thì chúng ta phải nhớ cái công thức này. Chúng ta có thể viết ngược lại là I1 trên I2 bằng U1 trên I2 cũng được nhá. Đấy. Cái chú ý thứ hai mà các bạn phải nhớ là khi nhắc tới cái đồ thị, tức là cái đường biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế vào hiệu giữa hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện ấy, thì chính là một cái đường thẳng nhá, các bạn nhớ nhá. Cái đường biểu diễn nó chính là cái đường thẳng. Đây thầy cần chữ đường thẳng. Đấy, đường thẳng. Và cái đường thẳng này nhớ là phải đi qua góc tọa độ. Góc tọa độ chính là giá trị U bằng 0, I bằng 0. Đấy, tại vì ở đây là trục hoành sẽ là trục hiệu điện thế U và trục tung sẽ là trục cường độ dòng điện I. Đấy, các bạn nhớ như thế các thầy nhá. Đấy là hai cái lưu ý trước khi trả bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ vào làm bài tập thôi. Các bạn giở sách bài tập ra. Bắt đầu từ trang thứ tư thầy chữa lần lượt từng bài nhé. Chúng ta đi vào cái bài thứ nhất này. Bài thứ nhất này. Đấy, bài 1.1. Các bạn đọc quan sát nhá, quan sát và đọc cho thầy này. Khi đặt vào hai đầu của một dây dẫn một hiệu điện thế là 12V thì lúc đó cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V, đấy, tức là tăng lên đến 36V, tức là bây giờ là 36V, thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Thế thì các bạn nhớ cho thầy là dù bài dễ hay bài khó thì lên tóm tắt thì chúng ta giải nó sẽ dễ dàng hơn đấy nhá. Ở đây thầy sẽ ghi tóm tắt này. Tóm tắt. Đầu tiên là U1 chính là 12 đúng không? Đấy, đặt vào đầu hai đầu dây dẫn một hiệu thế là 12V, tức là U1 chính là hiệu thế ban đầu đấy, là 12V. Thì cường độ dòng điện chạy qua nó sẽ là 0,5A, tức là chính là I1 đấy. I1 sẽ là bằng 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn mà tăng lên đến 36V, có nghĩa là ở đây là cho U2 đấy. U2 là bằng 36V. Thì cường độ dòng điện chạy qua nó sẽ là bao nhiêu? Đấy, thì phải gạch ngang những cái phần phía trên gạch ngang này là những điều đã biết này, một cái điều cần phải tính, tức là đề bài hỏi đấy, thì chính là I, cường độ dòng điện qua đó lúc bây giờ là I2 nhé, I2 sẽ là một khoảng trống. Thế thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ giải này. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái công thức ở phía trên này, thì đã viết U1 trên U2 bằng U1 trên U2. Nhưng mà để áp dụng công thức đấy thì chúng ta giải thích một chút. Chúng ta sẽ nói như này. Vì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đấy. Ở đây là thầy viết bằng lời bài đầu tiên thôi, nhưng bài sau thì các bạn lưu ý rằng cái cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn này thầy sẽ chỉ viết tắt, đó là I. Đấy, cái đấy chính là I. Thế còn cái
Hiệu điện thế, hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn thì thầy sẽ chỉ viết đó là U thôi. Các bạn nhớ nhá, cái này là I, cái này là U. Các bạn lưu ý thế. Sau khi lập luận như thế rồi thì chúng ta biết là từ đây chúng ta sẽ suy ra ngay U1 trên U2 sẽ bằng I1 trên I2. Nói đến đây thì chỉ được thay số vào thôi nhá. Chúng ta nhìn vào tóm tắt, chúng ta thay số vào U1 bằng 12, ta viết bằng 12 trên U2 là bằng 36, 36 bằng I1 thì là 0,5. Đấy, I1 0,5A. I2 đang đang phải tính, chưa biết ta điền là I2 đây. Đấy, thế thôi. Từ đây thì chúng ta nhân chéo đi. Đó, 12 I2 nhân chéo sẽ bằng 36 nhân với 0,5. Và chúng ta sẽ rút ra được I2 sẽ là bằng 36 nhân với 0,5 rồi chia cho 12. Thì ta sẽ tìm được ngay I2 sẽ là bằng 1,5 ampere. Đấy, ta bấm máy tính nhá. Đấy, thế là xong. Ta trả lời vậy gì? Vậy lúc bây giờ là cường độ dòng điện chạy qua nó sẽ là chạy qua cái dây dẫn đó sẽ là 1,5 ampere. Đấy là cái bài số 1 nhá. Áp dụng công thức thôi, các bạn lưu ý thế. Chúng ta chuyển qua cái bài số 2 này. Bài số 2. Đây. 1.2. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 ampere khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Đấy, đấy là chính là lúc đầu đấy. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm, các bạn nhớ nhá, tăng thêm 0,5 ampere thì hiệu điện thế sẽ là bao nhiêu? Các bạn nhớ cho thầy cái từ tăng thêm đây này. Từ tăng thêm. Tăng thêm là chúng ta sẽ phải cộng thêm với 0,5 ampere đấy nhá. Cộng thêm cái đấy vào cái phần I1 thì sẽ là I2 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt đây này. Tóm tắt. Tóm tắt thì người ta bảo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 1,5, tức là người ta đã cho I1 là khoảng 1,5 ampere. Khi đó thì nó được mắc vào hiệu thế là 12V, tức là U1 là bằng 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy vào dây dẫn tăng thêm 0,5, tức là bây giờ là tính là tức là I2 là I2 chúng ta phải là tăng thêm so với I1 là 0,5, vậy là ta biết là I1 cộng với 0,5 ampere. Thì cái này chính là gì? I1 là bao nhiêu đây? I1 ở trên này là 1,5 rồi thì cộng thêm 0,5 nữa thì chính là bằng, để viết viết rõ là nhá, hay là viết luôn kết quả, và viết luôn kết quả đi, 0,5 cộng với 1,5 chính là 2 ampere. Đấy, tăng thêm mà, tăng thêm so với I1 thì là cái I1 này này chính là không 1,5 ở trên, 1,5 cộng 0,5 là 2 nhá. Người ta yêu cầu khi đó hiệu thế đặt vào là bao nhiêu, tức là người ta bắt tìm U2 đấy các bạn ạ. Vậy là U2 bằng hỏi chấm. Chúng ta giải thôi. Thì như bài trên thì thầy đã ghi kỹ rồi, bây giờ thầy chỉ biết vấn đáp thôi. Vì y tỷ lệ thuận, y tỷ lệ thuận với U, y là cái gì? Y là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, U là hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Đấy, cho nên thầy viết tắt đấy. Đấy. Và chính vì hai cái đại lượng này tỷ lệ thuận thì chúng ta sẽ suy ra U1 trên U2 sẽ bằng I1 trên I2. Bây giờ chúng ta thay số vào thôi. Hoặc chúng ta rút ra U2 luôn cũng được nhá. Đây người ta yêu cầu tính U2 thì thầy rút luôn ra U2 nhá. U2 sẽ là bằng nhân chéo đi, lấy U1 nhân với I2, U1 nhân với I2. Rồi chúng ta sẽ chia cho I1. Và bây giờ chúng ta sẽ thay số vào. U2 sẽ bằng, các bạn thay số vào nó ra ngay đúng không? U1 bằng mấy? 12V. I2 là bằng 2 trên I1 là 1,5. Đấy, các bạn bấm máy tính thôi. Từ đây bấm máy tính ra được U2 sẽ bằng, thì bấm máy tính nhá, 12 nhân với 2 để chia cho 1,5 bằng, đấy, nó ra kết quả là bằng 16. 16, vậy đây là 16V.
Xong. Như vậy là ta trả lời xong câu số 2 nhá. Chúng ta chuyển qua câu số 3 cho thầy. Câu số 3 chính là bài 1.3. Sang sang mới đi. Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế là 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0.3. Chúng ta đọc đầu tóm tắt đến đấy luôn nhá. Để cách thức tiếp cận khác đi. Tóm tắt này. Đặt vào dây dẫn một hiệu điện thế là 6V, tức là U1 là bằng 6V này. Khi đó cường độ dòng điện chạy qua nó là 0.3, tức là I1 sẽ là bằng 0.3A này. Một bạn học sinh nói rằng nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V. Đấy, các bạn nhớ nhá, đây này. Giảm hiệu điện thế đi 2V đây này. Giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V. Đấy, tức là U2. U2 thì viết cái màu một khác nhá, U2. U2 chính là bằng U1 trừ đi 2V. Tức là U1 trừ 2 thì là ở đây U1 bằng 6, 6 trừ đi 2 là bằng 4. Đấy, bằng 4V. Hoàn như thế. Thì cường độ dòng điện chạy và dây dẫn sẽ là 0.15A, tức là người ta cho I2 sẽ là bằng 0.15A. Đấy, đấy là theo cái lời giải của bạn ấy nhá. Thì người ta bảo là theo các bạn thì cái lập luận trên đúng hay sai? Các bạn đợi thầy một chút. Tiếp theo này, người ta hỏi là bạn này làm đúng hay sai. Chúng ta sẽ ghi đây là đúng hay sai. Đúng hay sai. Để xem đúng hay sai thì chúng ta sẽ áp dụng công thức vào thôi, xem là nó có đúng không. Nếu nó vô lý thì là sai không, đúng không? Chúng ta ghi lời giải này. Chúng ta ghi là vì y tỷ lệ thuận. Đấy, thầy vẫn viết tắt đấy, tỷ lệ thuận. Tỷ lệ thuận với U. Thì lúc đó thì sẽ suy ra cái gì? Suy ra U1 trên U2 sẽ bằng I1 trên I2. Bây giờ thầy sẽ thay số vào thôi. U1 ở đây là 6. Đấy, các bạn nhìn vào tóm tắt đấy, các bạn thay vào nhá, 6V trên U2, U2 là 4V. À, tức là nó bị giảm đi 2V đấy. Thì cái này bạn ấy bảo là I1 là 0.3, các bạn học sinh này bảo là 0.3 I1 này. Thì I2 bây giờ là 0.15. Đấy, bằng nhau. Đấy, thay số vào thôi nhá. Thì chúng ta sẽ suy ra này, bên này là 6/4 thì giúp các bạn nó là 3/2. 3/2 chính là 1.5. Còn bên đằng này là 0.3, 0.3 chia cho 0.15 thì chúng ta thấy nó là 1/2. Ồ, vậy là chúng ta suy ra điều 1.5 bằng 2 là rõ ràng nó là vô lý rồi. Vậy thì chúng ta kết luận cái bạn học sinh nói trên là sai. Vậy thì kết quả trên, kết quả bạn học sinh đưa ra là sai. Đấy. Rất đơn giản đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển qua câu số 4. Câu số 4. Các bạn quan sát. Khi đặt hiệu điện thế là 12V vào hai đầu của một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 60mA. Yêu cầu muốn dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ dòng điện giảm đi. Đấy, các bạn nhớ nhé, đây là giảm đi. Các bạn phải đọc từ một giảm đi chứ không phải giảm còn, đây là giảm đi. Nếu mà giảm còn 4mA, tức là I2 là 4mA,
Nhưng ở đây là giảm đi nhá, giảm đi thì các bạn phải là lấy cái y1 trừ đi cái phần giảm đi này thì mới ra được y2 để các bạn lưu như thế. Bây giờ chúng ta ghi tóm tắt ở đây. Tóm tắt. Đặt hai đầu đặt hình thế 12V vào hai đầu dây dẫn, tức là U1 sẽ là bằng 12V. Cường độ dòng điện chạy qua nó là 6 mA, có nghĩa là I1 lúc bây giờ sẽ là bằng 6 mA. Muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm đi 4, các bạn nhớ nhá, giảm đi 4 mA, vậy thì vậy là I2 phải là bằng I1 trừ đi 4 mA, vậy thì 6 trừ đi 4 thì là còn 2 mA. Đấy. Các bạn nhớ cái từ là giảm đi chứ không phải là giảm còn, đúng nhá, giảm còn 4 mA thì I2 sẽ là 4 mA, nhưng đây là giảm đi 4 thì phải lấy I1 trừ đi 4 ra được 2 mA. Thế thì hiện thế lúc bây giờ sẽ là bao nhiêu? Tức là tính U2 đấy các bạn ạ. Tính U2, vậy U2 bằng quả trống. Đấy, thành có kèm cái vạch phân cách như thế này. Bên trên vạch là những điều đã biết, bên dưới là điều cần hỏi. Bây giờ chúng ta ghi lời giải thôi. Chúng ta nói là vì gì nhỉ? Y tỷ lệ thuận với U. Đấy. Y là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Đấy, thì nó giải thích lại thôi. Câu 1 thì đã chữa tỉ mỉ rồi, nói rõ bằng lời văn rồi, bây giờ viết ký hiệu thôi. Khi mà Y mà tỷ lệ thuận với U ấy, thì các bạn sẽ suy ra được là U1 trên U2 phải bằng Y1 trên Y2. Đấy. U1 là hiệu điện thế và cường độ dòng điện lúc trước. Còn U2, Y2 là hiệu điện thế và cường độ dòng điện lúc sau. Để các bạn nhớ thế. Bây giờ chúng ta sẽ thay số vào. À, rút ra U2 đi. Ở đây người ta bắt tính U2 mà. Cứ rút ra U2 trước cũng được. U2 sẽ là bằng nhân chéo đi, là bằng U1 nhân với Y2 rồi chia cho Y1. À, cái này là biến đổi toán thôi, đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta thay số vào suy ra này, U2 sẽ bằng cái gì? Chúng ta thay U1 là bằng 6. À, thật sự U1 là 12V. U1 là 12V. 12 Y2 là bằng 2 nhân 2 chia cho Y1 là 6. Vậy thì kết quả nó ra là gì đấy? 4 4V. Đấy. Vậy thì U2 tính cho bằng 4V. Vậy chúng ta sẽ khoanh đáp án gì? Chúng ta khoanh đáp án D nhá. Đấy, khoanh đáp án D. Đấy là cái bài thứ tư. Bây giờ chúng ta chuyển qua bài số 5 này. Số 5. Đây. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó? A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế. Sai rồi. Ở trên chúng ta có một cái kết luận, đó là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn thì luôn luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. Hoặc chúng ta làm ngược lại là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, đúng không? Vậy thì câu A là sai. Câu A là sai. Câu B này, tỷ lệ nghịch với hiệu thế, sai rồi. Làm sao tỷ lệ nghịch được? Ở đây là sai tỷ lệ nghịch. Ở đây sai là do là có chữ không đổi này. Câu C là tỷ lệ thuận với hiệu thế, đúng rồi. Cường độ dòng điện thì bao giờ cũng tỷ lệ thuận với hiệu thế mà, đúng không? Vậy thì chắc chắn là C rồi. Chúng ta khoanh C luôn. Còn câu D có thể kiểm tra qua này. Giảm khi tăng hiệu thế không được rồi, giảm khi hiệu thế tăng, y giảm khi u tăng thì đây là cũng chính là tỷ lệ nghịch rồi, cho nên D này cũng là sai. Chốt lại là chúng ta chọn đáp án C, thì y luôn luôn tỷ lệ thuận với u. Được chưa? Rồi, chúng ta chuyển qua câu số 6 nhá. Câu số 6. Các bạn xem câu số 6 này. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu của một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện của nó sẽ thay đổi như thế nào?
Bài này chúng ta có thể làm nhanh. Tăng hiệu định thế lên 4 lần. Đây. Nếu tăng hiệu định thế giữa hai đầu dây dẫn lên 4 lần. Đấy. Thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn thay đổi thế nào? Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào? Thì các bạn lại nhớ chính là cái kết luận số 1 đấy. Tức là hiệu định thế giữa hai đầu của dây dẫn tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn. Chúng ta có thể nói là khi hiệu định thế tăng hoặc là giảm đi bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện cũng sẽ tăng hoặc là giảm đi bấy nhiêu lần. Đấy, thế thì hiệu định thế ở đây người ta bảo sao? Hiệu định thế ở đây người ta bảo là gì? Tăng. Đây, thầy quay chữ tăng. Đây là tăng nhá, tăng này. Tăng là tăng 4 lần. Đấy, tức là U tăng 4 lần, đây là hiệu định thế, tức là U đấy nhá, U đây này. Hiệu định thế tức là U. Hiệu định thế U mà tăng 4 lần thì Y cũng sẽ tăng 4 lần thôi, đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta chọn đáp án nào? Chúng ta chọn luôn đáp án A nhá. Chọn luôn cho thầy đáp án A đây. Đấy. U tăng 4 lần thì Y cũng sẽ tăng 4 lần. Đấy là cái câu số 6. Chúng ta chuyển qua câu số 7. Câu số 7 và đơn giản thôi. Câu số 7 thì chúng ta phải nhớ được cái kiến thức của cái kết luận phần thứ hai. Đó là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn và hiệu định thế giữa hai đầu dây dẫn luôn luôn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ của cái hệ trục UOI. Đấy, thì ta thấy ngay nhá. Cái đồ thị thứ nhất này này, con đi qua gốc tọa độ đâu? Đây, nó xuất phát từ chỗ này là sai rồi. Đây gốc tọa độ dưới này đúng không? Cái thứ ba này, đáp án C này cũng thấy đây này. Đây đây này, hai cái đầu này này, ta thấy con đi qua gốc tọa độ đâu? Cái thằng này cũng thế, D thế chắc chắn là C, à B luôn. Phải luôn đáp án B. Đấy. Cái đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào một chạy trong dây dẫn ấy, vào hiệu thế giữa hai đầu dây dẫn thì luôn luôn là một đường thẳng và nhớ là đi qua gốc tọa độ cho thầy. Đấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà U mà bằng 0 thì Y cũng phải bằng 0. Đấy, thì cái này thầy giải thích trong phần lý thuyết rồi. Hoặc là ngược lại, Y mà bằng 0 thì chắc chắn U sẽ phải bằng 0. Do đó nó phải đi qua gốc tọa độ. Thì chúng ta chọn đáp án B nhá. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái câu tiếp theo. Đó là đáp câu số 8. Câu số 8. Này nó bị lỗi rồi, để thầy chuyển cái bài khác là câu số 8. Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 12V. Đấy. Thế thì ta ghi tóm tắt luôn đi. Tóm tắt này. Chúng ta chỉ biết là dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là I1 thôi. I1 chưa biết, ta cũng biết I1 là để chống này, bảng chưa biết để chống nhá. Khi mà hiệu thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 12V, có nghĩa là U1 sẽ nằm bằng 12V. Người ta nói như sau, để dòng điện có cường độ là I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0.6. Các bạn nhớ nhá, đây này, I2 nhỏ hơn I1 là 0.6. Đây, đây là chân này. Cường độ dòng điện I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0.6 I1. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là I2 nhỏ hơn thì phải lấy I1 trừ đi cái lượng nhỏ hơn. Lượng nhỏ hơn đây là 0.6 I1. Vậy là trừ đi 0.6 I1. I1 mà trừ đi 0.6 I1 tức là chính là 1 I1 trừ 0.6 I1 tức là 0.4 I1. Được chưa? Đấy, các bạn có thể lấy máy tính 1 trừ 0.6 bằng 0.4 I1. Tại vì là họ bảo I2 có cường độ nhỏ hơn I1 là 0.6 I1 mà. Thì ta lấy luôn I1 trừ đi 0.6 I1 thì ra là 0.4 I1. Đấy là chính là I2. Thì hiện thế phải là bao nhiêu? Đấy, lúc đó chính là họ bắt tìm U2. Để viết U2 bằng chấm. Chờ. Bây giờ chúng ta ghi lời giải bình thường thôi.
Vẫn là lập luận vì y tỷ lệ thuận với u thì chúng ta sẽ suy ra ngay u1 trên u2 bằng y1 trên y2. Từ đây họ bắt tính u2 đúng không? Rút ra u2 luôn. U2 sẽ là bằng cái gì? Nhân chéo chính là bằng u1 nhân với y2, sau đó chia cho y1. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ việc lắp công bằng công thức thôi. Cái gì biết rồi thì lắp vào. Có gì chưa biết thì cứ để nguyên nhá. Đây là u2 sẽ bằng cái gì nào? U1 đây, u1 bằng bao nhiêu đây? U1 bằng 12V, thay vào 12V. Nhân với y2, y2 đâu? Y2 là 0,4y1. 0,4y1. Trên y1 này chưa biết là cái điểm y1. Đấy, thế các bạn thấy không? Rất là hay. Chúng ta rút gọn được rồi đấy. Cái này từ từ đây ta suy ra U2 sẽ là bằng này, Y1 rút gọn cho Y1. Vậy nó chính là bằng 12 nhân với 0,4. Vậy thì chúng ta bấm máy tính, U2 chính là bằng 4,8 V. Được chưa? Vậy thì đáp án nào nhỉ? Đáp án B nhá. Chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án B, 4,8. Đấy. Các bạn nhớ nhá, đấy, chúng ta phải tóm tắt vào thì chúng ta giải nó rất là dễ. Để dòng điện có cường độ I2 nhỏ hơn I1 là một lượng là 0,6 I1 thì đấy, I2 sẽ bằng I1 trừ 0,6 I1 bằng 0,41. Công thức thì vẫn áp dụng như các bài kia đúng không? Đấy, bây giờ sẽ chuyển qua bài tiếp theo nhá. Bài số 9. Bài số 9 này. Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như là để đèn sáng hơn thì chúng ta phải tăng cường độ dòng điện chạy trong quả bóng đèn đó đúng không? Thế nhưng trên thực tế thì ta lại tăng hiệu như thế đặt vào hai đầu bóng đèn, hãy giải thích cho ta. Dễ quá rồi đúng không? Ở đây là người ta giải thích là đây này, ý của người ta là muốn đèn sáng hơn thì phải tăng gì, tăng cường độ dòng điện. Nhưng tại sao trên thực tế người ta lại cứ tăng hiệu như thế? Dễ hiểu quá đúng không? Ta giải thích luôn, giải thích. Bởi vì tăng hiệu thế thì cường độ dòng điện sẽ tăng thôi. Đúng không? Vì chúng ta đã biết rằng là vì U và Y là tỷ lệ thuận của gì nữa, chúng ta có thể là ghi vì Y tỷ lệ thuận với U. Nên khi mà U tăng đấy, nếu mà U tăng thì là viết bằng ký hiệu nha, đánh U tên tức là tăng đấy, U tăng thì Y cũng sẽ phải tăng thôi, thậm chí này U tăng bao nhiêu lần thì Y tăng bấy nhiêu lần. Thế chúng ta thấy này, để cường độ dòng điện là mà tăng lên thì đèn sẽ sáng hơn đúng không? Thế thì đây Y tăng rồi thì lúc đó thì đèn sẽ sáng hơn thôi đúng không? Đèn sáng hơn. Người ta bắt giải thích tại sao khi hiệu như thế tăng, mà tăng hiệu như thế này thì đèn sẽ sáng hơn, mà với giả thiết đó là gì nhỉ? Cứ cường độ dòng điện tăng thì đèn sẽ sáng hơn. Thế đấy, U tăng thì Y tăng, mà Y tăng thì đèn sáng hơn. Thế là xong nhá, giải thích cái câu này rất đơn giản. Nó chính là nhớ cái kết luận thứ nhất thôi mà, Y và U tỷ lệ thuận với nhau nhá. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái bài số 10. Đây là số 10. Các bạn đọc này. Bài số 10. Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 thì hiệu điện thế giữa hai đầu của dây dẫn là U1 sẽ bằng 7,2. Đấy, tóm tắt luôn nhé, cái gì chưa biết thì để sau. Đây tóm tắt này. Tóm tắt. Cường độ dòng điện của dây dẫn là I1, chưa biết để nguyên. Thì hiện khi hiệu như thế giữa hai đầu dây là U1 thì thầy biết là U1 bằng 7,2, cho biết rồi này, 7,2 V này. Đọc tiếp này, dòng điện đi qua dây dẫn này có cường độ dòng điện là dòng điện đi qua dây dẫn này có sẽ có cường độ là I2. Các bạn đợi thầy một chút nha. Chúng ta tiếp tục nha. Y1 chưa biết, chúng ta để trống này.
U1 thì bằng 7,2 này, tiếp tục này. Người ta sẽ cho cái dòng điện là cường độ là I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần? Đấy, thì các bạn như này là người ta đang hỏi này. Người ta đang hỏi ở đây là gì đấy? Khi mà cái dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ có cường độ là I2 lớn gấp bao nhiêu lần I1? Bao nhiêu lần? Đấy. Thì hiệu ứng thế giữa hai đầu của nó sẽ tăng thêm. Đấy các bạn nhớ nhá, tăng thêm này, hiệu đấy sẽ tăng thêm. Tăng thêm chút nữa chúng ta sẽ phải cộng thêm đấy. Đấy cộng thêm này, đấy 10,8. Thì ở đây các bạn nhớ này, vì I2 I2 người ta bảo là tăng lên so với I1 tăng lên bao nhiêu lần, thì chúng ta cứ giả sử như nó tăng k lần đi, thì chúng ta ghi là I2 sẽ bằng k lần I1. Đấy, k nhân I1 được không? Đấy các bạn hiểu không? Đấy. Người ta đang hỏi là dòng điện qua dây dẫn sẽ có cường độ là I2 sẽ phải lớn gấp I1 bao nhiêu lần. Thì ở đây thầy giả sử nó là lớn gấp bao nhiêu k lần, tức là đây là I2 gấp k lần I1. Đấy. Thì lúc đó hiện như thế sẽ phải tăng thêm, tức là U2 tăng thêm, tức là phải lấy U1 cộng với cái phần tăng thêm là 10,8. Thì ta biết là U1 là 7,2 rồi, 7,2 cộng với 10,8 thì nó ra là tròn 18. Đấy, 18V đúng không? Đấy, bây giờ mục tiêu là chúng ta phải tìm K thôi, đúng không? Đấy, ý nghĩa là chúng ta phải tìm K thôi. Được nhá. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải tìm K. Thì cũng đơn giản thôi, vẫn thế đúng không? Cái I1 là chưa biết nhá, phải để trống lên này. À, thầy sẽ ghi lời giải. Chúng ta vẫn áp dụng công thức. Vì Y tỷ lệ thuận với U. Đấy, vẫn cái câu nào mấy bài nào cũng vẫn là cái Y tỷ lệ thuận với U. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn tỷ lệ thuận với hiện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. À, các bạn như thế. Thì chúng ta sẽ suy ra gì? U1 trên U2 sẽ phải bằng I1 trên I2. Ở đây người ta bắt tìm K thôi, thì chúng ta cứ đọc cái tỷ lệ thôi. Thay số vào luôn nhá, cái ra được cái tỷ lệ rồi thay số vào. U1 thì các bạn thay bằng đây, U1 bằng 7,2 đây này. Đấy, 7,2. U2 là bao nhiêu? U2 ta tính là 18 đi rồi, 18. Đấy, có phần tóm tắt thì phần trình bày nó sẽ đơn giản hơn. Bằng, chứ không thì chúng ta lại phải đi tính cái 18V này, tính U2 rất vất vả, lập luận mệt lắm. Cái này là U1 trên U2 và 7,8 trên 18 này bằng I1. I1 chưa viết để nguyên. I2 thì lại bằng K lần I1. Chúng ta đang đặt ở trên rồi. Vậy là K lần I1. Đấy. Vậy thì hay rồi. Đến đây chúng ta rút gọn I1 là chúng ta sẽ tìm được K thôi. Cái này là suy ra 7,2 trên 18 sẽ là bằng I1 rút gọn cho I1. Vậy thì còn 1 trên K. Từ đây các bạn suy ra cho thầy K bằng 18 chia cho 7,2. Đấy, và K sẽ bằng, đấy các bạn bấm máy tính thôi. Đấy, 18 chia cho 7,2 nhá. Là 2,5, cho ra được 2,5. Đấy, 2,5 là chúng ta tìm được K đây rồi đây này, đấy, K được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là gì đấy? Vậy thì cường độ dòng điện sẽ gấp lên 2,5 lần. Đấy. K đây là 2,5 lần nhé. Đấy. Vậy thì I2 sẽ gấp I1 là 2,5 lần. Đấy. Rất đơn giản. Các bạn quan trọng là các bạn để ý nhá. Tăng thêm thì cộng vào, giảm đi thì trừ. Thế còn gấp bao nhiêu lần chúng ta chưa biết, thì giả sử như là chúng ta gấp K lần này. Cái bài số 10. Bây giờ chúng ta còn bài cuối cùng, bài số 11. Bài số 11 này. Bài số 11 này, khi đặt một hiệu định thế là 10V giữa hai đầu của một dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ là 1,25A. Tóm tắt luôn, để ghi tóm tắt. Tóm tắt. À, khi U bằng 10V. U1 đấy, U bằng 10V.
thì y 1 sẽ là bằng 1,25 ampere. Đây là cái vạch ngăn hai trang đấy nhá, chứ không phải là để kẻ đâu. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu của dây dẫn này đi một lượng là bao nhiêu để cường độ dòng điện chỉ còn là 0,15 ampere, 0,75 ampere. Đấy, vậy thì tức là ý của người ta là I2 sẽ là bằng 0,75 ampere. Giảm đi bao nhiêu thì chúng ta cứ gọi là giảm đi x gì đi, đúng không? Vậy thì là U2 so với U1 sẽ phải giảm đi là x gì đi, gọi là U1 trừ đi x đi. Đấy, x là cái điều cần tìm, đúng không? Đấy, thì cái chân x cần tìm đây này, x khoảng trống. Họ bảo là hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu của cái dây dẫn này đi một lượng là bao nhiêu, thì giả sử nó giảm một lượng là x đây này, đây là chúng ta giảm một lượng là x vôn đi thì ta được là U1 trừ đi x. Vậy chúng ta phải tìm x, đúng không? Bây giờ chúng ta vẫn giải như bình thường thôi, lập tỷ lệ giải vì y tỷ lệ thuận với u thì chúng ta sẽ ra U1 trên U2 sẽ bằng Y1 trên Y2. Thay số vào, U1 là 10, U2 sẽ là, đây U2 ta thay vào U1 trừ x. Đấy, U1 trừ x, đúng không? U1 thay là 10 luôn nhé. Đấy, thay U1 là 10 đây, viết là số 10 đây. Đấy, cái này cũng viết luôn ra đây là bằng 10 trừ x nhá. Tại vì U1 đã biết đây rồi, 10 vô đây rồi mà. Đấy, bằng Y1 là mấy? Y1 là 1,25. Y2 bây giờ chỉ là 0,75 thôi. Đến đây thì chúng ta sẽ nhân chéo này, chúng ta tìm được x ngay, là chúng ta biết giảm bao nhiêu, đúng không? 10 nhân với 0,75 sẽ bằng 1,25 nhân với 10 trừ x. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái này sẽ là bằng 7,5, sẽ bằng cái này là 12,5 nhân vào thôi, trừ đi 1,25 x. Vậy thì chúng ta sẽ viết được 1,25 x sẽ là bằng 5. Vậy x sẽ bằng mấy? Cái này giống như giải phương trình thôi, đúng không? 5 trên 1,25 bằng 4. Đấy, vậy là x bằng 4. 4 vôn, tại vì chúng ta đặt x là cái phần giảm đi mà. Vậy chúng ta ghi là gì? Vậy gì? Vậy phải giảm đi, phải giảm hiệu điện thế đi 4 vôn. Được chưa? Thì sẽ thỏa mãn yêu cầu đề bài 3 chấm rồi, thầy viết 3 chấm đây, thỏa mãn yêu cầu đề bài. Ở đây thì cũng có bạn là không làm như thầy, không thể biết trực tiếp như này mà lại tìm U2. Tìm U2 xong là lấy U2 à, lấy U1 trừ đi U2 thì cũng ra được cái phần giảm đi nhá. Đấy, có nhiều cách để chúng ta giải quyết. Các bạn hình dung ở đây thầy gọi luôn cái phần giảm đi là x, thế là thay vào tìm là x luôn. Nhiều bạn thì tìm U2 thì thầy cũng nói rồi, tìm U2 sau đó là lấy U1 trừ U2 thì ra cái phần giảm đi, đúng không? Như vậy là thầy đã chữa cho chúng ta xong cái phần bài tập sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn vào hiệu thế giữa hai đầu dây dẫn nhá. Thì các bạn nhớ là tất cả các bài đều liên quan đến cái việc đó là y tỷ lệ thuận với u thế thôi, hoặc là nói ngược lại nữa, u tỷ lệ thuận với y, cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, đặt vào hai đầu dây dẫn cũng được. Thế nhá.